Trong bài rửa sóng ngày hôm nay, tôi sẽ dẫn các bạn cách chúng ta điều chỉnh các cái đề mục ở trên trang chủ của một website và cách chúng ta xóa vĩnh viễn những cái trang web không còn cần thiết. Như các bạn nhìn thấy ở trên cái trang chủ của cái web tin học thành phố Lạng Sơn mà tôi đang tạo ra đây thì có một số mục là theo cái mẫu web mà tôi đã chọn. Bây giờ tôi phải chỉnh các cái mục này theo đúng cái mục đích của tôi cũng như là theo đúng các cái mục có ở trong cái website này. Các bạn làm như sau: các bạn nhấn chuột vào cái nút có hình chữ bút, nút chỉnh sửa trang. Hôm nay các bạn thấy là trang của chúng ta hiện ra các cái khung. Trong các khung này các bạn sẽ lựa chọn các nội dung để hiển thị. Tiếp theo cái mục này chúng ta sẽ chỉnh sửa. Các bạn sẽ xóa và các bạn vào cái đường chèn. Chúng ta chèn cái bài đăng gần đây trong cái nhóm tiện ích. Chúng ta chọn này. Thứ nhất ở đây các nội dung các cái bài đăng từ các cái mục có. Đương nhiên mục ở đây chúng ta phải chọn đây là tin tức. Độ dài bài đăng là đoạn trích bao gồm hình thú nho của hình đầu tiên trong bài đăng. Số 3 hiển thị đây là 5. Các bạn nhấn lưu. Chúng ta sẽ sửa cái thông báo gần đây thành tin mới. Ta nhấn lưu. Tiếp theo, cái phần album ảnh chúng ta cũng xóa nó đi và chúng ta thêm vào một cái mới bài đăng gần đây. Chúng ta lấy từ chính là từ cái ảnh này. Chúng ta ghi là thư viện ảnh. Lưu. Đấy. Tiếp theo, chúng ta chèn tiếp vào cái nội dung này. Cũng là bài đăng gần đây. Chúng ta chọn trong mục là chuyên đề. Hiện tại vì chưa có bài đăng, cho nên các bạn chưa nhìn thấy cái gì ở đây cả.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần xóa vĩnh viễn các cái trang không còn cần thiết. Để làm điều này các bạn thực hiện như sau. Các bạn nhấn chuột vào cái nút tác vụ khác. Các bạn đã chọn cái quản lý trang web. Trong phần quản lý trang web các bạn chọn trang. Ở đây ví dụ tôi xóa cái trang event. Tôi sẽ mở cái trang này ra trước. Tôi xóa tiếp. Tôi nhấn vào cái thanh tác vụ khác này. Và tôi nhấn vào xóa trang. Xóa. Tất cả những cái trang mà chúng ta vừa mới xóa thì nếu nó đều nằm ở trong cái mục đã xóa, các bạn nhấn chuột vào đây. Kể cả ở đây các bạn có thể xóa cả những cái tệp. Cái tệp. Đã tải lên. Vì chúng ta hầu như chúng ta không dùng một cái ảnh nào. Một cái tệp nào của cái. Và chúng ta nhấn vào xóa vĩnh viễn. Rồi. Các bạn thấy là tất cả những mục chúng ta vừa mới chọn đã được xóa và sẽ xóa vĩnh viễn, chúng ta không thể lấy lại được nữa. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn một cái dòng chữ chạy ngang qua cái phần nội dung ở cái trang chủ này như sau. Các bạn vào cái phần chỉnh sửa trang. Các bạn nhận bạn vào chèn. Các bạn nhấn vào chèn phần tiện ích khác. Tại đây các bạn sẽ chọn gõ thì tôi. Ở đây các bạn sẽ gõ từ dòng chữ Marquee. Rồi các bạn nhấn vào cái nút để tìm. Các bạn nhấn vào nổi bật. Rồi các bạn nhấn mark dòng chữ. Các bạn nhấn vào cái dòng chữ Scrolling text. Các bạn nhấn vào chọn. Ở đây các bạn chọn hướng cuộn là cuộn từ bên phải. Chúng ta có phần bên trái, bên phải, lên trên, xuống dưới, đằng phải. Ở đây cái hành động của chữ chúng ta có cuộn này. Chúng ta có trượt từ trên xuống và chúng ta có cái kiểu đẩy và lộn xộn. Màu của chữ này bắt buộc là màu đen, màu của nên là màu trắng. Ở đây có dòng chữ Mouse Control Stop, tức là khi mà con chuột chúng ta di lên thì cái dòng chữ đấy sẽ dừng lại, các bạn bỏ đi. Ở đây các bạn bỏ cái bao gồm đường viền quen tiện ích và cũng không hiển thị cái tiêu đề. Chiều rộng của ô là ở đây chắc chắn là hơn 200, chúng ta cho nó khoảng 900. Các bạn nhấn
Và dòng chữ ở đây các bạn sẽ gõ là chào mừng các bạn đến với website của nhóm giáo viên tin tiểu học thành phố Lạng Sơn. Chúng ta nhấn vào OK. Đó, ở đây dẫn 200. Và bây giờ các bạn nhấn vào lưu. Các bạn sẽ thấy phông chữ rất là to đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chỉnh lại phông chữ một chút. Các bạn nhấn vào đây, chúng ta chỉnh để phông chữ số 7. Chúng ta cho phông chữ số 3, cỡ chữ số 3, chúng ta lên vào xem nó có bé hơn không. Đấy. Và chúng ta sẽ cho cái chiều rộng cho cái chiều cao của này chúng ta cho khoảng vào 50, không, chúng ta cho 30. Chúng ta nhấn OK. Rồi, bằng này là vừa, chúng ta nhấn lưu. Đó, như thế rất là vừa, đúng không nào? À, chúng ta sẽ chỉnh lại một chu kỳ hướng của nó. Không chính xác. Đây chúng ta phải cho lép, tức là sẽ quận sang bên trái. Lưu.